Ủa làm rồi hổm đó có phi đây nhiều lắm nè, giờ không có nữa. Mày có dính cá sấu chưa? Bữa xuống này mà giờ không có cá phi đâu, cá dồ không à. Dồ giờ cá dồ 45kg nhóc luôn. Câu quá hả? Hay ăn lưới? Lưới rồi câu, lưới, câu. Rồi câu hổm văn lưới dính mấy con bành không. Văn dạo lưới dính cái chục con. Có dính cá sấu nào nhầm dạo này? Không dính cá sấu nữa. Bà không có nghe ông chú Tám trong kia như kể là đâu ai xịt dính cá sấu nữa kìa. Giờ mà ai xịt trên đấy cho anh dính cá sấu mười mấy ký gì đó. Ghê vậy đó hả? Trời dính mười mấy ký, ông kia la làng không? Như xong xịt dính quái vậy? Ông kia nó la làng rồi, dính rồi la làng không tưởng dạ. Đâu cá sấu bự ai về đó đem lên mười mấy ký à. Bán được nhiêu? Thì bán được 1 triệu mấy gì đó. Vậy là ngon rồi. Mới qua bác Sáu ơi. Đúng rồi bác ơi. Rồi chào mọi người, như mọi người là thấy là cảnh này là biết là tụi em đang qua nhà bác Sáu chơi. Bác Sáu là bên Hậu Giang nha mọi người. Chắc qua mừng ha, vô lên. Ồ, thấy im liềm yên tĩnh quá ta. Tao vừa quay sau lưng lại cái tấm này. Cho anh Chiêu nhìn đi. Ghê chưa? Rồi vô đi. Quán trúc của anh Chiêu đó. Còn mình là hang, đốt hang nữa bà. Đốt hang mà ngắm củi cũng được. Tụi con có mua qua ít sò bác Sáu. Nước mỡ hành ha, để hồi giúp con làm mỡ hành cho. Ủa, nước này để có nước vô trong này nè. Nhà bác Sáu thì trồng rất là nhiều cà na đó mọi người. Đây, cái mùa thu hoạch cá bán cũng tiền không à. Món này là nhớ lại anh quý là khoái ăn cà na à. Bữa nay là ngồi nhậu mé sông luôn mọi người, cái căn nhà bác Sáu. Chắc ngồi có thể hơi chặt chội xíu à. Xào lông nướng mới hành nè. Ra đi ba mày xem cái loại đó. Cái sò đây. Này như chắc còn hết quá. Lỗ này đâu ngồi được đâu. Tự nhiên đang vừa tính nướng sò trời gầm. Đây là cua đồng ra me. Con sò quá trời mập luôn. Con sò mập như con lợn vậy. Rồi vô được rồi. Lấy thuốc hút ra luôn không? Lấy. Rõ như ban ngày. Lấy cái này để muỗng nhỏ thôi chứ nó tiện thôi. Chế này vô tiện mình cũng bự. Ê, hai cái muỗng. Lấy thêm cá nữa đi, lấy muỗng bự với nhau. Lấy cái muỗng cà phê lại. Muỗng nó bút thả lên xỉu. Cho đây ngồi đi. Cho đây ngồi đi. Mở vô nè cái nè, cái đó. Đó, vô. Cá đưa được anh. Nhưng cái đây nè. Được. Ngồi dưới nè. Rồi, vô đưa đây. Thử. Chị ta. Hẹp tính thì chưa hẹp. Mới đầu hẹp chiên lát, rộng mênh mông. Dạy quá hết vô. Dạy như trong trời chuyển mưa nước na. Mới trời gầm á, không biết sao. Cũng biển luôn. Con rắc đeo bác Sáu rồi vậy trời. Đâu. Ừ. Không phải. Phải. Cái cạn cua. Ở cái nhà rắc đeo tương lại à. Rồi, cano mày lấy đập phộng ra, mày rắc đập phộng lên đi cano. Ông Năm lại cái nữa. Sao ông Năm nổi trong người đây. Cho nó đứng cái nước nó lú đầu lên vậy nè. Này rót 4 ly hay sao? 2 ly à. 2 ly vô ủ. Trọng là không? Trọng mắc đi đám cưới à. Cắt sòi mà hay hết rồi. Sòi nó bự dữ trời. Nó mập. Sòi mập ha. Nãy nó thấy lại thấy sòi là nó ngon rồi thấy nó mở miệng nha. Thấy sao sao quá mập. Bánh nha. Chị đuối bánh. Chén chừng 8 chị phát. Tao uống trước phải không? Đấy, em nhìn lớn uống trước đi. Sự nó bên nó nhỏ. Cháu đi. Đó vậy mới lại ra hả? Dạ. Ở gần cháu không? Con trong bà trong á.
ở bài 1 này. Giáp bên bài 1. Phương này hồi xưa vậy trúng cái này ngã quá trời. Gục ngoài nè. Ô vậy con chó này. Đi. Vô chỗ cái nó bữa. Đây ra đây. Ôi ra đây. Ủa có cây nó nhớ lại. Cái đâu này là nhậu với bảo là đúng sách luôn. Bao này. Cha là thầy có đúng sách. Cha nhiều chữ. Con không biết chữ. Mày sao mày không biết mày? Mẹ tao cũng học hết 12 chứ mày lại. Mày viết chữ đó thì chắc cái này nó học lên đại thôi. Ê thôi mày về cha đừng nói viết chữ mời đám cưới ai viết vậy? Tao viết không ai viết. Điện con không á? Cô bò viết. Tao viết chữ đồ đẳng cấp cái đó mà. Dạ thầy chữ ha. Vậy. Dạ anh em với Bảo ơi. Em Bảo là cái gì em ơi. Bảo là chỉ được. Ê, mày con cự lại cái thằng kia nó chấp nhận nha. Nó đốt sách đàng hoàng à. Tao mày muốn chưa? Đúng rồi. Người tay qua lại đi. Được. Lại chơi ông nó rước nè. Rồi lội lại lẹ đi. Rồi. Chứ không biết gọi đâu luôn á. Rồi lên chơi nè. Này nè. Uống vài ly nha. Kéo mũi nhỏ vô. Mày ngồi nép đó. Nép đây nữa. Đi một cái. Được, được. Chút phút qua đây. Để nè, một chút có thể cano mày ngồi cầm hõm lên trên đó. Thôi bây giờ nè. Thùng nè. Khi nào tôi uống xong cái ta đẩy cái vỏ này ra cho nó bơi ra ngoài thì rộng chỗ rồi đó ha. Cái bụng ta là bơi vô. Rồi chút xíu đã cái nằm đó luôn. Cái sạch chân à, không muốn chuồng à. Cái này rồi lấy nhỏ xỉn ngồi cái ngã ra lùm. Lấy cái ghế nhỏ lại tao lót lên cái nó lại tao ngồi đây cái bọn hơi có gì đâu. Cái này chỗ thịt cứng còn để chỗ này chi nữa, tao để chỗ này nè rộng nè. Mà lại rước gì nữa, chỉ bơi bơi thôi đi. Thì cái gì luôn. Rồi ai uống rồi? Đó, cái mày mày nhớ. Mày nhớ sao rồi gấp này tới. Tới rồi hả? Cua kéo rồi lấy được, xếp qua. Nhớ đi dưới cái chén này xếp đây. Xếp cua vậy? Gấp gì? Rồi vô đây khỏi đụng đâu, sao quá. Sao quá, khỏi đụng. Ê, nhẹ nhẹ, rước cái mũi vô cái này lụm đâu. Trời ơi, cái mũi xuống tới đây rồi, nội. Mốc thì gì? Chú Sáu, mày mốc là kinh nghiệm mà chú Sáu. Trời lỡ mày đầu tư ăn nhậu luôn. Ừ, nắng rồi đó. Khi nào mà ra bùn cá này rồi á, lấn qua đây cỡ 1 mét nữa là ngon. Ngon lắm ha. Nó bự luôn bác, nó đóng bự. Đâu? Rồi đó luôn. Bự. Không cần bự, yêu cầu ra đây 1 mét nữa được. Đủ 1 mâm được rồi. Ra đây 1 mét, ló qua đây. Ló qua đây cỡ 1 mét nữa là ngon luôn. Trời trời. Ừ đúng rồi đó. Qua đây 1 mét, ra đây 1 mét nữa là 1 mâm nhậu rồi đó. Ngon. Là quanh năm suốt tháng tính con nhậu tính là mang cây tiết cha vậy phía sau bác Sáu đi đi bạn bà con gái giống như trái cà na là gì nè bác Sáu nhìn thì nó hấp dẫn cắn vào thử một cái à nhân mà sò chín nó là chú Sáu ơi nó chua thấy mẹ mấy lần giữa chín này nha ơi nãy mày luộc chín rồi nữa chứ không còn nãy chưa nãy còn chưa con soi bữa mẹ đi điện thoại soi khô gan à đứa dạ. Cũng con đi à, mấy con thì thứ này thì làm gọi à lúc trước con ở Sài Gòn con bán ăn nhiều khi một bữa về còn mười mấy ký đâu ăn đâu bỏ là chết cho trời chó này họ dướng cái cây nữa gớt quá ngày bán 30 ký mà bữa dư mười mấy ký mau giàu lắm trời trời sò này bán một là một nó bị khủng cái đúng một là một đó ủa đây lấy có 8 ngàn 10 ngàn mà 8 ngàn 1 ngàn về nó bán 20 cái này mua gần 4 ngàn ký không mà sò lúc này mắc rồi mày ở trên Sài Gòn chắc cũng mắc lúc trước cơ bán sò voi đó nhiều 3 ký 10 ngàn 4 ký 10 ngàn bây giờ lên nhiều 50 ký 50-60 rồi 60-70 ký 80-90 giờ chiếm mà không ra nữa vừa vô đầu mùa thứ ơi 80-90 ngàn cục trước 4 ký 10 ngàn mà mua lần nào mua lần nào ít đâu năm cái thằng mua lần 20-30 ký không à nhắc sò voi tấm lại gấp anh Hoàng nữa gấp ra ê gấp kéo khéo em có gấp đùi tao đó chính rồi đó rồi đi cho đâu trời ơi đừng giục lên đó, giục nữa nó. Thôi ra giục luôn. Mẹ sao? Ông nói qua ông nhậu ông đã, ông nhậu nhà làm sao qua đây ông đã, ông nằm thì. Thì ngứa. Đi. Bệnh. Bữa đó con ngủ bệnh luôn. Đúng à? Bữa giờ làm sao? Ờ, con ngủ bệnh luôn. Đây nè, liêm đổ rồi nè. Đây, cảm ơn nha. Đây, gấp sò chăm sóc. Cái gì? Được, mình bỏ lại mới đúng chứ, sò vô đây mới đúng chứ. Cái này còn nhỏ. Nè, con nếp nó chậm lớn cá đụng luôn ở gấp sò không à nó tự tượng cái lúc đồng á cái lóc gì sao đầu vuông cái đầu nhím đầu nhím là cái lóc gì vậy đầu vuông đầu nhím là cái đầu nó nhỏ kêu là đầu nhím còn đầu vuông cái đầu bự hơn nó chậm hơn, lớn hơn đầu nhím là nó giống như cái lóc dày vậy không chứ sao cái đầu đó giống như cái lóc nó tự động mình đi thì nó ra cái đồng luôn mà gọi là đầu nhím còn đầu vuông là cái đầu bự kìa bê vậy nè đầu vuông
Rau vuông này có bờ, có đậu bự lắm. Mà cá màu lớn à, ăn hổn hơn cả đầu điếm. Giờ con mới ăn biết thôi mày. Giờ con ơi, con cá này nè nó ăn khác với con cá này, con cá này nó ăn đấy. Nó ăn chậm không à. Còn cá này nó ăn nhào lên, con cá nó ăn chậm chứ. Nãy giờ gấp con vô chưa ăn đó. Nó có nhảy không? Nó có nhảy không? Đụng đụng đụng. Cá này nhảy đùng đùng, cá này chậm nè. Lên tim. Đầu nhím hãy lên tim. Rồi gấp cái chén đi, gặn nướng cái khác, gấp đại hai ba con vô người đi. Có câu nó thảy chứ nó bữa. Tươi vậy mới ngon lắm. Mẹ đi, bỏ má hành vô chứ. Rồi, thịt xì vậy đó sao ổn được. Có sáu lần con đã lụm con bự này nó bớt sáu. Dạ, hết đó. Đi. Con sao đó, có sáu lần tới. Con cốc vẻ ghê thôi. Ở bà ai ở cái gần nhà Phương không? Gần, cắt thì cũng cỡ con bạch mấy. Mà qua bánh đám tiệm đi bánh hoài mà không biết ta. Nó có nhà đâu. Không phải hồi đó vậy ông Phương thì đám tiệm cũng qua lợi. Nó đi lần tháng, tôi ở đi tháng, tháng gì. Đó, bớt sao? Đây là bà, cũng là bạn của con, tên là Canu, nghệ danh là Khang. Ừ. Bác Sáu mà ở đây kêu Canu thì biết, cái vô trong kia là kêu là tên Khang mới được nha. Anh Khang, chứ chẳng anh Khang à. Bà ơi. Hai ba tên nè. Vậy con với là chú Sáu đi. Có mật ong vô uống đỡ đỡ ha. Dạ, dễ uống đó. Cái kia đổ vô hồi nó thấm. Ngon đó, mọi người, vừa rẻ vừa ngon. Chỉ cần là 50 ngàn là 3-4 người nhậu xỉn. Canu nó chưa chắc à nha. Nhớ em. Sao khỏi đụng tới được. Con góp đi. Dạ. Con góp cự dễ quá rồi. Có thằng hai à. Ngon quá, lòng là sò ngon quá. Quan trọng mình uống ly ăn hai lần nữa con ly sao bữa thì cần gì tắt cái chuyện ăn này nó dễ nhưng mà mình đổ cái hành vô nước không bỏ hành vô mình cũng cắn làm hai thôi vì nó vẫn có mùi vị mình bỏ chút chén hành trong chén à. Mày để vô nó không có được nhiều quá cho để được xíu à không quá lại con bơi đi rồi ngồi đây cũng được nè, cái quẩn cái con chuyện qua cho hợn như đó. Có người ngồi đây nè, ngồi chết đổi nè. Đó, cái quẩn cái con chuyện qua. Đó, ngồi đó nha. Mình ngồi ngủ mình lên luôn. Nhưng không đổ à. Nhà nó đó ở cái sát bên như vậy. Trời bơi xuồng nhắc bên mình nó bơi. Cái này cá quá trời đi. Bánh phè. Đậu trắng đầu cầu ẩm em rước anh đó. Mua bán cái giá. 15 ngàn 20 ngàn. Chỗ nhậu năm vậy. Dễ làm biến ba bẻ. Có nhậu nhậu mà dội dội em ra cú quạt mà em bắn ngào ăn hoài quá nhậu nó ngán mồi ăn đã lắm cà na nè vô cái đi hả bạn còn mấy chục hết rồi tết chắc có ăn à khỏi mua hết thì cũng rẻ, một ký 50 ngàn ghê. Mà con mua 70 cái vậy? 70 vậy? Mới vừa mua. Đồng rồi nó có giá chứ hết. Đồng nó có 60 à. Nó bán 60 50. 50 ngàn á. 50 ngàn à. Mấy người ấy đi mua bán lại 60. Hết mình cho ba được trăm không? Mua đâu 4 con ký 7. Đồng lòng 4 con ký 7. Ờ nó da mới ngon. Nó da, hết nào để da chứ. Tối nay nhậu rồi để mơi sôi đi. Anh đâu ổng đi là cắm câu hết á. Lý con lót này mà bỏ da cũng đừng kêu đừng kêu ăn lót. Ta mua giá ngon chứ. Bởi vậy nếu mà bỏ da rồi là bỏ da không có ngon. Nhỡ da nhìn ta ốp nên chiên mắm ăn tới tay luôn. Chiên mắm ăn tới tay luôn á. Chúng tôi đem đi nấu mẹ. Trời chiên mắm ăn đã lắm. Bữa nay nó ngon chua. Ở nước mắm thấm anh Tám. Chiên mắm ăn đã lắm. Ủa rau thơm nữa. Mở mà mua đâu 4 con ký lu 70. Trời chiên mắm đã lắm nghe. Tiếp viên ơi. Tiếp viên ơi nằm cục đá mà
viên nó nhậu cái viên của cha ta. Hai cục đá nhỏ bự. Trời ơi, chiên nước mắm nó giòn đã lắm, em phải ăn rồi. Kia ốp viên vừa ăn mà có rau á, giòn gụm cái da. Ớt mà bỏ da đừng ăn ớt mất công. Đúng rồi, ớt được. Phải mà đi chợ mấy bà kêu bán ớt, bà kêu lột da đi. Con ớt ăn sống kêu lột da cho tôi. Vậy dạ. Lần vết mẹ đi. Dạ. Có vợ con chưa? Dạ, con 11 tuổi. Nhưng mà thằng lớn hả? Dạ. Trai con gái? Trai con đứa mà. Mà vợ nó không đi Bình Dương nó bán tương chỉnh á. Nó vài bữa đi Nha Trang nó bán ngang nữa. Tính đi Vũng Tàu bán cái xe cào. Nó làm mua ớt rồi, anh ta mua ớt cho. Còn nhóc còn dư sức đủ. Mua ớt cho mày nè. Ừ. Trời ơi. Đã ăn đó. Nhóc cho gánh rẻ gì ăn với tao đâu, tao đem không được. Ôi, đứng dưới hộp nó rớt lắm à. Nhóc mẹ. Ông bẻ đâu 15 kg chợ bán ký 15 ngàn. Sớm rồi mẹ cho quá trời. Đem dính cho con nhớ cho mít mới là được. Mấy sẽ thấy được. Con nó ăn được. Đúng rồi hả? Nó ít ăn giặt lắm. Ấy em đi bán cá này xong đi xuống Bạc Liêu, xuống nhà của anh dưới chơi cho biết. Mà con ở dưới đâu đó xuống cho chơi, xuống nhà anh chơi. Ở đó ở đang đi với Giang Bạc Liêu nó khác tỉnh giờ cách nó còn tỉnh xíu cuối cùng. Ở giờ mà bên đây mà qua bển là xe mà không ấy đàng hoàng nó kêu còn bên đây bển qua đây nó kêu lạ là nó thấy con số đó, bên đây là bển là xét á. Xét cái gì? Xét như bằng lái này kia rồi đó. Rồi bên bển rồi qua đây cũng xét mà lên nhìn khúc như đây nó khó xét lắm, lên lọt lên Cần Thơ cho nó. Chứ dưới đây nó ít lắm. Rồi em về em chạy xe có bạn qua bển xét. Có giấy tờ đầy đủ mà xét chứ lọt qua vừa xét. Xét thử mình có giấy không? 28. Đi qua chứ. Bạn người ta chịu mà mới kêu ăn cầu bự không chừng nào mà là chú ra cá rồi thấy cá rồi là... ừ che cái máy xuống đây nè đúng không làm cái máy về ừ cái máy cao cao cũng như giống mấy cái chỗ mà có bến đò đó họ che cái vậy đó và che cao lên mới thoáng là chữ đinh đó làm chữ đinh nè hai bên chữ đinh cao lên lắp trên giữa đúng bài luôn chiều lấy võng văng ra đưa muốn là làm cái chuồng dơi tao làm được luôn. Làm cái nhà như bốn góc làm nhậu mưa không ướt luôn ba thấy không phụ lái xuống luôn á thằng chơi ai rồi hai cháu mình đi tới bác Sáu với Khang quên chụp hình này chút gì gửi gì tối về gửi cho em coi gửi về cho bé Mai. Sẵn bến trong chợ đi. Ừ. Để em góp rượu cái. Uống rồi lấy hơi. Uống rồi lấy hơi cái đi. Bến trong chợ nhạc chứ tình em mê lắm. Cá cổ nghe. Cá cổ hả? Vì mùa ba đạo đi mình chơi bài tủ mình đi. Vì mùa ba đạo đi. Nếu bài tủ mùa ba đạo đi. Đưa em về quê mẹ ơi. Trời ơi bài tủ đi ông nội ơi. Đã là mình quay phim lắm mà. Cái chợ có hồi nào già báo nhiêu tuổi. Ra cầu cổ mùa qua đạo đi. Sáng sừng nay tôi ra thăm Hà Nội như chiếc lá xa cành về cõi người ơi. Hồ Gươm đây gương mặt vẫn sáng ngời nhặt cánh đào rơi lúa bồi hồi trong già như chim phiêu bạc phương trời
nay về gió sừng cô đô đất trời rồi lên sắc thắm gió sừng mơ màng đào ơi mấy cành đào tươi nắng vô đôi nhà mờ ơi hồng tươi sắc thắm vô luôn nắng em thương nhỏ má hồng ngâu nói chuyện nhỏ qua cười duyên em ơi tôi không phải là kẻ tình chi cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bông mà chỉ bằng phân với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngọt qua đào chỉ thắt hồng sâu qua hơn gì ngọt ngào không chiêu xa không mượt mà miếng gỗ sao tôi mơ màng ấp ổ bấy lâu nay vượt đường dài nào ngã nhó sân nay được về đây giữa lòng Hà Nội trời đất vào sân đào ơi đừng nở dội để tôi được bồi hồi nhìn đây qua nở đi bên em giữa hồ cơn lộc chớ em biết chăng trời đắp đổ đa tình như thầm thương chuyện của đôi mình anh trai miền Nam phải đồng cô gái Bắc phải giọng nói ngọt ngào e hấp cánh đào tươi tôi mơ màng giật mộng đào ơi kẻ bắt người nao nào ngờ hạnh ngọt Hà Nội tôi yêu năng niu từng con phố gom góp vào lòng kỷ niệm mới vừa quen yếu ca không có như trước. Lời hát thì nói chung là theo nhận xét là giống như cái anh cái hơi mạnh đó ha. Đúng rồi, hơi mạnh rất là mạnh giống như cái anh đi chung với anh Quý anh tên gì quên mất tiêu rồi trời. Cái anh mà vừa rồi vừa cảm mấy anh cảm ca mạnh lắm. Hơi yếu rồi. Ông hát cũng hơi mạnh y hệt vậy đó. Ông là dân chuyên nghiệp ơi. Đúng rồi, ông là cái dạng là cái này cũng lan độc lắm à. Cái ổng như là vừa đờn vừa hát luôn. Cái kiểu là ổng là nghệ sĩ rồi chứ. Là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tương tự như là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mới uống rồi đó. Tao tao. 5 ly trắng đó. Ba với em. 5 ly lẻ chứ sao 5 ly trắng được. Ba người hả? Em khái cà đệ gươm lan lắm. Với nhạc chữ tình á. Mơ nhạc chữ tình đó. À dạ đúng. Ai gửi lòng tuổi sao xiên. Nhớ dáng hình em áo trắng bước trong mưa tóc buông dài theo gió thoảng đưa đoạn đó em luyện đoạn đó đó mà mới nghe ca không có được